Cháu chào các cô ạ. Các cô ơi, cháu đang thấy các cô nói chuyện vui quá thì cháu xin phép quay livestream một chút được không ạ? Được cháu ạ. Dạ vâng. Cảm ơn các cô. Cô là cô lần đầu tiên đến đúng không? Thế ạ. Cô cứ ngồi đi, cô cứ ngồi đi. Cô tên là gì đấy ạ? Mình là Hương. Hương, cô là buổi đầu tiên. Cô bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? 63 rồi. 63 rồi ạ. Đây có hai cô đã đang làm liệu trình của bên cháu rồi đúng không? Thì chắc là đang chia sẻ kinh nghiệm cho cô Hương ạ. Chắc là hôm đầu tiên đấy đang lo lắng nhiều lắm đúng không cô? Tôi đang sợ. Sợ ạ. Cô hỏi cô là thế đã làm ở đây chưa? Vâng, cô làm được liệu trình rồi. Vâng ạ. Bạn đã giảm 6 cân rồi. Cô đã chia sẻ là cô giảm được 6 cân rồi ạ. Ôi, một nửa liệu trình mà đã giảm được 6 cân rồi. Hồi đầu ấy chị ạ, bụng em to lắm. Đúng rồi. Vâng, hồi đầu. Bây giờ mặc bụng váy này mới được đấy. Trước kia bụng căng này là không mặc được. Có sợ đau. Không. Sợ đau. Hồi đầu em như thế đó. Thế chính bởi vì thế nên bây giờ em mới làm đấy. Chứ em là biết cái chương trình không đau như này em làm từ lâu rồi. Thế hai cô chia sẻ đi, cô là tên gì với cả bao nhiêu tuổi hả cô? Cô tên là Hà. Cô được 58 tuổi rồi. Thế ạ. Thế còn cô thì sao ạ? Cô tên là Phương ạ. Cô bao nhiêu tuổi rồi ạ? Cô 58 tuổi. Hai cô cũng 58 tuổi à? Cô lên Hà Nội rồi. Thế ạ. Thế có khi là để cho cô Hương tin tưởng hơn ấy thì cháu sẽ tìm lại cái hình ảnh của cô Hà với cả cô Phương cái hồi mà buổi đầu tiên nhá, để cô cái nhìn thấy được cái sự so sánh. Đúng rồi đấy, mang cái hình ảnh của cô hôm đầu đến vâng, cho cô vâng xem. Chị Lê Tân ơi, chị sẽ nhìn thấy. Tìm cho em ảnh của cô Hà với cả cô Phương nhá. Cô Phương giảm được bao nhiêu rồi nhỉ? Cô giảm 7 cân. 7 cân ạ. 48. Thế ạ. Ôi bây giờ người nhỏ. Người nhỏ quá rồi đấy. Tin lắm. Thế ạ. Đây để cháu xem một chút. Đây cái á. Cháu xem nào. Cháu xem bụng cô nào. Cô Hương nhìn thấy bụng cô ấy bây giờ là rất là bé rồi đây này. Gầy quá nhỉ? Đấy gầy hơn rất là nhiều. Cô chỉ béo bụng thôi đúng không? Lúc trước cô béo bụng thôi, nó to ra sợ lắm. Thế nhưng bây giờ thì em cũng tự tin rồi, ngủ được, ăn được. Và tự tin đi chơi. Có ảnh chứ chị? Chị nhìn em, chị biết đâu. Đây, cháu thấy hình ảnh của cô rồi đấy ạ. Đây, cháu thấy hình ảnh của cô Hà trước. Đây, cô Hương ơi, đây là hình ảnh của cô Hà ngày đầu tiên này. Cái bụng sợ nhỏ. Đây, quý vị ạ. Cháu thấy mô mỡ của phần bụng của cô rất là cứng nhá. Đây này, quý vị thấy rất là cứng đúng không ạ? Đấy, cháu thấy cô xinh chưa? bây giờ bụng nhỏ rất nhiều rồi đúng không? Đấy, cháu xem bụng của cô bây giờ nào. Còn cứng như hồi trước không cô? Rồi. Mềm hơn rồi đúng không? Giờ trông xinh rồi. Gọn gàng hẳn. Đây để cháu tìm ảnh của cô Phương luôn. Kết quả rồi đấy. Các cháu ở đây nhiệt tình lắm, tận tình lắm mà. Chị yên tâm, em đã làm rồi là chị yên tâm. Đấy ạ. Đây cô, đây là hình ảnh của cô Phương này. Cô Phương thì mô mỡ. Và bụng chảy xệ rất là nhiều về đằng trước đây này. Mô mỡ cũng vậy, tuổi cũng... các cô cao rồi. Đúng rồi ạ. Mô mỡ của cô Phương thì phải hơn. Mềm hơn. Đề to lắm. Cô là bị sau sinh đúng không? Chảy xệ sau sinh. Cô đầu tiên đến đây. Vâng, này cháu xem bây giờ gọn quá rồi. Không còn cái đoạn chảy xệ nữa rồi cô ạ. Cô ạ, 7 cân cơ mà. Bạn này làm sau em đấy, làm sau em mấy liệu trình. Hôm nay lúc em làm được hai liệu trình thì bạn này mới đến. Đấy. Có người còn hỏi em có giảm nhanh nhỉ? Đúng rồi, cô ấy giảm 7 cân liền. Giảm nhanh hơn cả cô ấy, đúng không? Mới được nửa liệu trình cô nhỉ? 6 cân, giảm 6 cân đúng rồi. Cô không đúng hôm đầu tiên bà lên bà to lắm, bà cho ồ ào ấy. Mỡ của cô hỏi cứng. Tôi là cô có bầu đấy à? Mà tiền mỡ rất là cứng và bụng đổ hết về đằng trước. Run đúng không? Em phải tư vấn cho mãi. Em bảo ôi trời ơi, tôi làm rồi, bà cứ yên tâm mà làm đi. Cứ nhìn tôi mà ra. Đấy. Thế là bắt đầu mới đầu tiên là sợ. Hôm đầu em mà không đấy. Gì đâu. Đến cũng sợ lắm. Thì sao mà sợ ảnh hưởng? Hỏi ảnh hưởng đến sức khỏe. Đúng rồi. Đúng rồi. Các cô 60, 70 tuổi bên cháu rất là nhiều và tâm lý đều là như thế. Xong rồi bà mới bảo là nhờ em đi làm. Thế là em cũng làm đấy. Bây giờ con cái thì lại còn động viên cho mẹ đi làm. Thế ạ. Vâng. Bạn thấy là khỏe là lại đẹp ra. Chị này chắc về lại nhát vẻ. Thế ạ. Chắc là các cô là sợ bị xâm lấn đúng không? Bị phẫu thuật đúng không? Đấy. Dao kéo. Trên vô tuyến ý, họ cũng quảng cáo nhiều nơi họ làm ý. Sợ. Nó ảnh hưởng đến sức khỏe vì tuổi cao rồi mà. Dạ vâng, đúng rồi ạ, đúng rồi. Đầu tiên cô đến đây cũng năn nỉ. Xong mãi mà cô mới quyết định cô làm đấy. Thế các cô cái chế độ ăn uống thì sao? Cô chia sẻ với cô Hương đi xem mà để cô ấy đỡ lo lắng hơn. Ăn thì chị cứ uống như buổi sáng chị ăn thoải mái, ăn như nhà giàu. Ăn như nhà giàu. Thì chị cứ ăn bình thường. Nhưng mà tức là mình làm nhưng mà không có kiêng kem. Không. Chị cứ ăn. Không phải kiêng kem đâu chị ơi. Vâng. Buổi tối thì chị cứ ăn sớm được một tí. Chị ăn rau đầu là chị ăn cũng vẫn ăn ít thôi, ít thôi mà ăn thêm hoa quả rau vào cũng thôi. Đúng rồi ạ. Em
em làm em biết mà, tốt em làm thì mình sợ con phải kiêng cho cháu. Đúng rồi, sợ thiếu chất là sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng mà bên cháu hoàn toàn là không phải kiêng. Trông trẻ ra nhiều thế, em bụng to trông già. Đây này, hai cô 58 tuổi là bà lên trước bà rồi, bà nhìn vẫn rất là trẻ. Mà cô nhìn rất là gọn gàng đấy chứ. Đúng quá. Đấy. Hôm nay mặc hai áo nhưng mà cháu thấy vẫn là gầy đấy cô ạ. Bây giờ là có khi là cô không cần giảm mà đâu, gầy rồi đấy. Thôi nhỉ. Có khi là bây giờ chỉ kiểm tra lại thôi. Cô kiểm tra. Cô sắp hết liệu trình rồi. À, chắc được 2/3 rồi phải không cô? 2/3 rõ ràng rồi đúng không? Vâng, rất rõ ràng. Có cô giảm nữa có khi lại gầy quá. Cô thế này thôi. Vâng. Cô là phải giảm tiếp. Cô là thêm nửa liệu trình nữa. Đầu tiên đây mà chị mà nhìn em thì chắc là chị choáng. Chị choáng lên đây, em mà gần nhà bạn này nên bạn biết rồi này. Thấy đây. Và thấy bắt đầu hai chị em mới rủ nhau đi. Đấy. Bạn này bạn làm đầu tiên. Đấy, bạn thấy thế là bạn. Sắp xong rồi đây. Bà có thích đẹp như tôi không? Ai chả thích đẹp. Quán đứng của mình thì chị em ơi, đúng được, em cứ sợ đều không phải tiền nhưng mà lại không được bảo đảm được sức khỏe. Khỏe ra cơ. Thế là bạn này bạn làm trước là bạn khi mình có mỡ. Nhìn thấy mỡ bạn này làm với là về miếng dám làm lại bắt chiếc. Đấy, cháu vừa tìm thấy cái hình ảnh của cô Phương, cái ảnh nghiêng này, cô Phương này. Đây cô Hương nhìn hình ảnh nghiêng của cô Phương đi. Cháu còn thấy hình ảnh của cô ngày đầu tiên không? Có ạ, đây. Đây hình ảnh của cô Phương. Mỡ của cô thì hơi lỏng đúng không? Nhưng mà đấy cô mới giảm được nhiều, thế 7 cân đấy ạ. Bây giờ là bằng rồi này. Cháu thấy chả còn cái bụng nào đằng trước nữa cả. Ôi rồi. Bây giờ gầy ấy nhỉ. Vâng, giảm nhanh. Khoa học đấy. Không phải kiêng nhiều cô ạ. Chỉ là hơn các cháu ở đây rất nhiều. Nói thật đấy. Cảm ơn các cháu rất nhiều. Các cháu rất là tận tình. Đây còn đây là hình ảnh của cô Hà đây. Đây này cô Hà. Cái góc nghiêng này. Góc nghiêng dày hơn cả. Nhìn cái chỗ này còn to hơn cả nhìn ngang ấy cô ạ. Ôi trời ơi sợ quá đây này mỡ. Mà mô mỡ của cô Hà rất là cứng đấy. Cô ạ, à, nhìn lại cô còn thấy sợ hơn người khác. Cái trước mà cái váy này là kiểu như là bụng các to hơn để nhô lên. Cô họ giật mình nhá. Mà bụng bé đi nhiều quá à. Sao dạo này mày không nhận được cô này to làm nhanh thật đấy. Em mình không nhận đấy. Sao dạo này mày ngon thế. À thế ạ, à? Thế cô giảm được bao nhiêu vòng bụng của cô? Cô giảm được 13 phân. 13 phân ạ, à? Thế còn cô Phương cô giảm được nhiều vòng bụng không? Cô 12 phân. Liệu trình. Đấy. Nhưng mà nếu mà liệu trình chắc là... À ngồi. Thế cô Hương kiểu đứng, cô đứng lên cho xem tình trạng mỡ của cô bây giờ như thế nào nào. Thì... Cô bị mỡ ở phần nào nào? Nói chung là cảm giác là bụng là chính. Ừ, tôi thấy hai bên cũng có đây, bên hai hông. Hai bên, rồi vai, rồi lưng. Mỡ của cô ấy cũng mềm thôi. Đứng lên ngồi xuống là hơi khó chịu. À vâng ạ, cháu thấy mô mỡ của cô cũng mềm giống cô Phương này thì chắc là sẽ giảm nhanh. Thì bây giờ có khi là phải vào để bác sĩ thăm khám với cả để xem tỷ lệ mỡ mình như nào thì sẽ có cái pháp đồ điều trị nó hiệu quả. Chị cứ yên tâm nhé. Đây hai các nhân chứng sống đây. Hôm nay là cháu thấy các cô nói chuyện nên là cháu mới xin phép live stream chứ không có sự sắp xếp gì ở đây cả đấy. Dạ vâng. Thế bây giờ cháu mời cô vào thăm khám với bác sĩ nhé. Cảm ơn các cô rất là nhiều hôm nay đồng ý chia sẻ.